nó chạy nó trơ mưa giọt đó giọt mưa vậy vậy đó, nó cái tủ chạy. Của mình đấy hả? Dạ tủ trời ơi tủ nó mật gắn vậy nè anh Đồng coi nè anh Đồng. Rồi cái thấy con tôi nó bỏ tủ lại nó vợ chồng có thôi nhau á rồi tôi mới khiêng lo đây để vậy đó đó nè ăn mật hết trơn một có người đàn ông làm mà tôi làm bậy bạ cho có vậy thôi qua lấy cơm với thịt dạ. Được thịt hầm xương không có nhỏ nó nhỏ heo nó chết á rồi cái nó cho được một cục heo chết cho hả? Dạ không không tại chị nó đi cái bàn bếp ga nè vô bàn người ta cho không á ở đây không có mùi. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng, cùng với lại anh Vũ và anh Hợp Thợ Sắt có mặt tại ấp Nguyệt Lãng C, xã Bình Phú, huyện Càng Long của tỉnh Trà Vinh. Cũng buổi trưa rồi, tận dụng thời gian buổi trưa thì Bùi Hồ có nhờ anh Hợp với lại anh Vũ đến khảo sát cái ngôi nhà và đo cái diện tích nhà để có thể cắt cho làm sao mà cho nó tiết kiệm nhất có thể và có nơi che mưa che nắng đúng nghĩa cho cả gia đình gồm bà cụ và 5 người cháu sau khi 3 người mẹ bỏ đi. Trong đó thì có hai người mẹ thì đã bật vô âm tính, còn một người mẹ nữa là chị Thảo á thì lại dưới cái tình trạng là lao động như thế nào đó và Bùi Hồ cũng chưa có tìm hiểu rõ về cái vấn đề đó. Nhưng vấn đề trước mắt ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Một Đồng có mặt tại nhà của cô ở đây để khảo sát ngôi nhà để thay mặt Quý Mạnh Thường Quân có thể hỗ trợ được phần nào cái ngôi nhà. Tại hiện nay thì Bùi Hồ cũng nhận thêm sự hỗ trợ của chị Annie 20 triệu ngày hôm qua. Sáng nay thì cũng nhận được sự hỗ trợ của cô Suli Hoàng ở Mỹ đó, thì cũng được 1.000 đô. Và bây giờ thì tiến hành khảo sát ngôi nhà trước hay cô bác anh chị? Mời cô bác anh chị qua đây. Đây là ngôi nhà lớn của mình hả cô? Dạ, ngôi nhà lớn. Dạ. Ngôi nhà lớn này thì bề ngang là 44 mét cô bác anh chị. Lúc đầu thì Bùi Hồ cứ bỡ ngỡ là ngôi nhà của cô được dán gạch men nè. Đây. Được dán gạch men rất là đẹp. Nhưng mà sau khi vô ngôi nhà thì mình thấy sự ngôi nhà này xuống cấp rất là nhiều, mục nát và hình như là cái khung tiền chế này là ngày xưa người ta hỗ trợ cho mình đúng không cô? Dạ, hỗ trợ không? Dạ, cái cột này là người ta hỗ trợ này cô bác anh chị. Và cái dách thì bằng cái dách lá. Còn những cái phần tôn ở trên thì nó đã cũ xét và thậm chí là thấy luôn cả ánh sáng mặt trời trên kia kìa. Và những cái cây sờ gồ thì cũng đã khá là mục rồi. Thêm một điều bỡ ngỡ nữa đó là sau khi vô đây á thì Bùi Hồ lại nhận thấy sao cái tấm màn này không có cái phần gạch dán như thế này. Cô, lúc trước gạch này là ai dán cho mình á? Gái. Gái cô hả? Dạ, gái là nó chưa có chồng á, nó còn đi làm được á. Ừ. Nó thấy bên đây mưa tạt vô, nó còn mỗi lần mưa tạt vô thì lội tới đây. Dạ. Mỗi lần mưa là phải rồi, trừ khi trận mưa thì cạn thì bắt đầu lấy chổi quét. Dán được có nhiêu đây? Dán được có nhiêu đây, bắt đầu nó có gia đình rồi, cứ nó đi làm, có con, có cháu nó bỏ tôi luôn rồi. Ừ. Có cái này mà hồi lúc mận á, thì má của thằng này nhà Úc á, thì cái gã cũng đàng hoàng đi bên cầu ngang á, cái chừng tới được 10 tháng nó ôm con về cho mình rồi cái nó nói mẹ giữ con cho con đi để con đi làm rồi tới nó ủa sao có 10 tháng mày cắm sữa như mày nói thôi vì chuyện của con để sao con nói cho mẹ nghe. Nó đi làm cho một ngày 150 mà đứa con có một ngày cái 50 ngàn, con nói ủa 50 ngàn ta đem cổng dây cầm rồi cái sao ta chuộc được ngày cái 50 ngàn cái không đủ tiền cơm tiền nước mà nó nói vậy nó nói sao mày hồi đó mày ham tiền sao mày không lấy chồng nhà giàu đi nó nói con vậy á mẹ chuyện của mày tao không có biết như con muốn thích con ở thì do con thích thì kiểu rồi hồi đó mẹ cũng gả con tự ý con chọn thôi chứ mẹ không sắp đặt cho con được thì nó nói vậy mẹ giữ con có con để con đi làm rồi cái mẹ nó mà người cái đủ 2 tháng là làm được cho con nó đi biệt tức luôn. Con muốn biết là chồng của mình đâu cô? Chồng của tôi hả? Ở bên gì bên bác sĩ có biết chùa có người gì việc không? Ở đó là ông Phạm Gia Bé. Chia tay rồi hả? Ôi ông bỏ rồi tôi lúc con nhà Úc của tôi má của thằng này mới có 10 tháng lận á. À vậy là cô từ xưa giờ là nuôi 3 đứa con gái đến lớn luôn. Rồi sau đó là 3 đứa con của cô là đi làm. Dạ. Rồi bây giờ chỉ còn một người là chị Thảo còn liên lạc được thôi. Dạ, còn hai người kia là không liên lạc được nữa. Cô là thứ mấy? Tôi là trong gia đình là thứ 9 là. Cô 9 ha. Dạ. Con kêu cô 9 cho nó vậy. Qua đây đi cô. Cái tủ này là ngày xưa là con gái cô mua luôn ha. Con gái mẹ mất tiêu rồi. Bây giờ chồng nó ở với nhau rồi đó. Tôi có cái nhà ở dưới nó ở riêng đó. Ừ, con hiểu kia, rồi. Dạ. Nó không có bên đây chồng đây. Nó không có đất. Đây cái tấm màn nó đặt cũ quá cô bác anh chị. Cô bác anh chị thấy được không? Nó mua rồi cái tự nhiên vợ chồng nó bỏ thôi nhau rồi cái nó bỏ tủ lại tôi nói thôi vậy tụi mày bỏ để tao khiêng lên trên để tượng hình này cho nó coi giờ tượng hình nó cũng hư luôn rồi mẹ trơn rồi. Có kẻ nắt không? Qua vậy mà. Đó. Ở trong đây thì đổ đan á. Nghe mùi
nghe mùi khai. Mùi khai khai hả? Nó không, không sao. Nó con nhỏ nó đái á. Ờ, vợ nó đái, nó không dám ra ngoài sân đái á. Trời ơi, sợ ra ngoài sân đái hả? Có một cái giường thôi, cũng là toàn bộ là dấp lá hết cô bác quý chị. Với lại cây tre á. Cô bác quý chị thấy không? Ở ngoài kia thì mưa tạt gió lùa nên thành nữ là không ngủ đây được. Có ngủ đây được không bà? Dạ. Cô? Tối có ai ngủ đây không? Dạ không. Đứa nó chạy ra trời mưa giọt đó, giọt mưa vậy vậy đó. Nó cái tủ của mình đấy hả? Dạ tủ. Trời ơi, tủ nó mật gắn vậy nè. Anh Đồng coi nè, anh Đồng. Rồi cái thấy con tôi nó bỏ tủ lại, nó vợ chồng nó thôi nhau á, rồi tôi mới khiêng lo đây để vậy đó, đó nè, ăn mệt hết trơn. Một ăn hết rồi. À, cái tủ này hết sử dụng được luôn. Đâu có sử dụng, nó cái này làm củi chứ làm gì nữa. Mà tôi làm không nổi, tôi bỏ vậy luôn á. Nè ai cô? Ờ, nhỏ mẹ có thằng nè, tên gì? Thằng này nè, bạn này, Phượng. Chị này. Bạn á. Bạn mẹ Phượng đấy hả? Ừ. Nhiêu tuổi rồi cô? Hôm nay nó cũng gần 30 ạ. Ừ. Cũng xinh gái hả? Nó tuổi con rắn á. À, tuổi rắn là 35 rồi. 35 tuổi rồi. Hồi đó coi như là ngôi nhà này toàn bộ là đã hư hết rồi cô bác anh chị. Chỉ có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 viên gạch là khoảng 4 mét chiều vô thôi là được dán gạch thôi. Còn toàn bộ cái phần dấp này á coi như là chắp vá hết. Thậm chí ở bên kia kìa, anh Đồng thấy không? Có một cái tấm tôn nè. Rồi bên đó là những cái dấp nó rất là mục rồi. Đèn dây điện thì treo lủng lẳng bên kia thấy nguy hiểm quá luôn kìa. Tại vì có người đàn ông làm mà tôi làm bậy bạ cho có vậy thôi. Chứ qua đây đi con. Cho có đặng mà sáng cá cháo. Còn đây là cái nơi mà ở chính và hiện nay cái nơi này á thì nó chẳng hơn gì trên kia hết á, nhưng mà ở trên kia thì mưa nó dột còn dữ hơn. Ở dưới này thì được phủ bởi những cái tấm bạt nên là nữ là ở cái không gian ở dưới này á có thể ở được, nhưng mà mỗi khi trời mưa thì bà ngoại á cứ bồng các đứa cháu chạy kiếm chỗ núp. À đây toàn bộ dựng bằng lá nha cô bác anh chị. Hôm qua mưa lớn rồi nhà mình sao cô? Thì nó ngập. nó ngập ha. Nó ngập. Dạ đây. Nó ngập ở đây nè, động dũng đây nè. Thấy không? Hôm trước mà Bùi Hồ có gà cái dây chằng đó cô bác của chị thấy không? Đó dây chằng nè. Đụng cái là nó kêu cái xào. Ở mấy cái lá nó kêu qua cô bác của chị. Gạch xuống nữa cô bác anh chị chửi Bùi Hồ. Sợ sụp rồi cái nhờ cháu nó gửi gửi kìa chứ rồi hồi chưa có gửi nó nghiêng tới đụng tới nhà nhỏ em rồi. Nhờ nhỏ em mới dựng cho thôi nhà. Ê ê. Khám á. Anh Đồng cõi kìa. Nó lại bé là lại bắt chó à. Nó ôm chó đó. Mình chó nó chưa biết ăn đâu. Cô là người cô chính là người Khmer. Người Khmer. Ở Trà Vinh thì cộng đồng cô chú người Khmer nhiều lắm. Ở đây là xóm này người Khmer không chỉ có người Việt, hai người họ vậy thôi. Dạ, toàn mà bộ người ta đâu có tiếp xúc. Như vậy là qua khảo sát thực tế mà các anh em ở ngày quan sát, với lại ngày hôm nay trước khi thực hiện đoạn ghi hình này đó, thì mình cảm nhận rằng là ngôi nhà này chỉ một mùa mưa nữa thôi, không tới nữa. Yeah. Thì gần như là nó sập luôn. Nếu như không có sự chung tay góp sức kịp thời của cô bác của anh chị thì những việc còn lại á thời gian sắp tới sẽ rất là khó khăn. Hiện nay thì đối với cô chính ở đây cái việc ăn uống của các cháu cũng đã khó khăn rồi. Đừng nói chi là cái chuyện sửa lại cái máy ấm cho cả 6 bà cháu. Hôm nay mình ăn cơm gì cô chính? Đó. Bữa nay đi được tiền. Nền này là nền đất nha cô bác của anh chị. Gọi đây anh Đồng. Nè. Được cúc xương hay hầm nè. À hôm nay nhà mình ăn cơm với thịt. Được thịt hầm. Xương không có, nhỏ nó nhỏ heo nó chết á, rồi cái nó cho được một cục. Heo chết cho hả? Dạ, không đâu, tại chị nó đi. Cái bàn bếp ga nè. Vô bàn, người ta cho không á, ở đây không có mua gì hết trơn á. Ổng thấy có cây, ổng đóng cho thôi. Qua đây cô. Dạ, ổng cũng may mắn là nhà của cô chính là được có cái nhà vệ sinh nó kiên cố nhất. Vệ sinh nó mở dai nhà nước 10 triệu làm á. Làm xong hết dai 10 triệu làm. Dạ. Lâu chưa cô chính? Cũng cách đây 2 năm mà. Dạ. Làm vệ sinh rồi bắt đầu tôi bệnh luôn. Anh Đồng quay lại trên nó cho cô bác anh chị thấy với. Đó, cái miếng bạc này mới phủ xuống thôi chứ không có miếng bạc này coi như ngôi nhà này là không bao giờ ở được nữa luôn á. Bây giờ như thế này nè cô chính. Quay qua đây đi cho nó góc máy nó đỡ tí xíu, nhưng mà cái cảnh nghèo này mình nhìn thấy tội quá. Con hôm nay đến đây cùng với lại hai anh thợ hồ và thợ sắt. Để đến đây xem để mà cùng với quý mạnh thường quân chung tay để hỗ trợ cho ngôi nhà của mình. Cô chính ơi,
Số tiền thì nó cũng có hạn, và sửa nhà cho cô là một trong những cái hoàn cảnh khó khăn mà con đi để mà gặp. Và cũng may mắn là được kết nối với cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân, cùng chung tay với nhau để khảo sát coi bao ngôi nhà này nó bao nhiêu tiền để có thể cắt được cho mình. Và hiện nay thì đến thời điểm hiện tại thì Bùi Hồ nhận được sự ủng hộ của cô Julie Hoàng ở Mỹ, chị Annie ở Úc, anh Dũng với chị Liên ở Úc, rồi Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ. Cô Chính ơi, cô muốn sửa ngôi nhà như thế nào? Dạ, sửa sao cũng được, yêu cầu có là bích kính cho con cá không bị mưa dột ở là được. Tại vì tôi không có đòi hỏi gì thế, tại vì mình biết hoàn cảnh mình. Mới có mấy chú từ thiện cho cái nhà là tôi quá mừng luôn vậy đó. Tại vì con bây giờ thì con đang nhận sự ủng hộ để cắt nhà và coi các anh thợ coi bao nhiêu tiền để biết đường dự tính, cho hiện nay là chưa gom tiền đủ để mà cắt cho cô Chính. Cắt sao cũng được đúng không? Rộng nhỏ như cũng được, nhưng mà che cho kính mưa kính nắng là được rồi. Cô Chính là người Khmer nói chuyện tiếng Kinh không có gành, nên cô bác anh chị cũng thông cảm ha. Mừng không? Nghe tin đến đây khảo sát mừng không? Dạ mừng các chú ơi, mừng còn hơn tôi được vui, còn hơn được dàn một trong nhà đầy nhà nó thực thiệt. Cái gì tôi ước gì ra gì, ngủ một đêm ước gì có cái nhà đầy bích, kính bích đầy đủ cho con cáo nó khỏi bị chảy mưa chảy lên chảy xuống. Rồi cái nhà thì có bữa mưa thì phải dòm nhà hoài rồi, sợ có bữa gió thì rung lên nhà, quả hồn chảy xuống nhau, bà cháu chảy hết rồi. Chỉ mong cái nhà kính bích lại thôi. Cái từ kính bích của cô Chính nói làm thành nữ là mình cũng cảm thấy nó bùi ngùi. Vì đâu đó gần bà cô Chính giống như là bà Út, cô Út đằng kia á. Cô Út với lại ba bà cháu không có nhà vệ sinh á, chỉ cần có được ngôi nhà, không cần gì sang trọng. Nhà thì nó siêu dẻo trơn rồi, cái mình vậy thì đâu có khả năng đâu mà làm nhà được. Không có khả năng, con cháu vợ nó theo chồng theo con nó bỏ trơn rồi, đâu có gì khả năng đâu mà làm nhà được đàng hoàng sang trăm. Mình nghe mấy chú là giúp được cái nhà là tôi quá là trời mừng. Trên đời này ao ước có nhà cho cháu nó ở biết sao, thì nó còn nhỏ nó cứ hiểu chuyện gì đâu. Nó vậy con đó nó hiểu chuyện gì đó. Mình ngủ một đêm mà lo rầu sợ nhà sập nhà dột, rồi cái ăn thì không sợ, nhưng sợ nhất là cái nhà. Tại vì biết sao nhà cửa mình khóc rồi. Dạ. Nghe mấy chú nói giúp được cái nhà tôi mừng lắm mấy chú ơi, thiệt. Trên đời đâu có ai mà giúp được cái nhà như vậy. Em ta giúp cái lời, hoặc là thí dụ thiếu hụt gạo này cho nên người ta cho mượn được một lít hai lít ăn thôi. Chứ người ta đâu có giúp được nhà cửa cho mình. Người ta cũng lo gia đình ta đó. Nào em đi tắt. Thầy con cáo thì phải chứ, nó ở nhà nó phụ mình nó cũng mừng nữa. Cô Chính bây giờ lại nói nhiều hơn. Chắc có nghĩa là chắc có lẽ là nghe được cái thông tin đó là canh thợ xuống đây để khảo sát nhà, cô cũng mừng. Sao không mừng làm sao được khi mà hàng đêm cô Chính cùng với lại người cháu của mình, mấy người cháu của mình những ngày mưa bão hôm qua thì lại tìm chỗ trốt. Đúng nghĩa đen, vì sợ mưa tạt gió lùa và sợ ngôi nhà nó sập xuống cái đè cháu mình nữa. Sao cô nói sao? Tôi nói tao với cái đứa đầu tiên nó nào ngủ trước, nó nói con đừng có ngủ trước rồi ăn sao đi. Nó có mạnh hệ gì ở bên ngoài dễ kéo con ra chạy ra bển. Còn đứa thì ngủ trong buồng, ngoại cũng ở đây rồi, cái rủi có mưa này kia nọ rủi cái sập nhà sập cửa con ngoại biết được nó mà kiếm mò con thôi, con chạy qua đây ngủ hết trơn đi. Rủi có gì thì ngoại dễ nắm lôi mấy thằng nhỏ nhỏ vậy nè, chạy qua đây núp mưa cũng được. Vậy đó, rồi khi nếu ban ngày thì mình chạy vô nhà người ta được, còn ban đêm phải ở hàng ba chứ. Nên lắm lúc mình kêu cửa mình sợ người ta tức ghét á, em vô vậy cho nên cũng nhưng có nghĩa là qua hàng ba ở tránh mưa. Tại vì khi mà khuya tối 12 giờ thì là nữ kêu cửa thì nó bị phiền. Ngồi ở ngoài mưa có bao giờ ngồi mấy tiếng ở ngoài mưa không? Dù cũng trời ngà tạnh mưa thì mới vô nhà được, chứ không tạnh đâu có dám vô. Mưa thì mình sợ nhiều gió, lúc đó cũng thấy gió hả, quá trời gió luôn. Nhà này nó siêu đụng tới nhà đó rồi đó, mà tại nó siêu đụng tới luôn nè, đụng tới nhà người ta rồi. Tôi thấy là thằng cháu nó qua chơi, nó nói tụi mày phụ kéo nhà tao gậy gậy lại cho đàng hoàng chút đấy mày. Mưa mày phụ kéo nhà tao gậy lại để nó bay cái nhà luôn. Sợ nó xuyên qua bển rồi, nhờ có nhà nó chứ nhờ nó xuyên đi sụp luôn rồi. Để cái đi bệnh viện về thấy nhà quá hoảng hồn. Vậy là bây giờ như thế này,
con cho các anh thợ đến đây để các anh thợ xem khảo sát mặt bằng của ngôi nhà của mình. Thì sau đó nếu như đủ tiền á thì sẽ cắt cho cô chính cái ngôi nhà. Ít ra thì cũng phải có ngôi nhà tiền chế. Và ngôi nhà như thế nào thì con sẽ cân đối với cái số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ á. Thì con sẽ cắt ủng hộ cho cô chính được, chịu không? Được. Chịu không? Dạ được. Rồi khi nào ấy thì cắt thì con sẽ không, cô chính không có điện thoại, không biết sao liên hệ luôn. Có nhà có cháu mà giờ nó đi làm rồi phải. Không có điện thoại luôn á. Nên là nữ là cũng lý do là Bùi Hồ nói là từ ở bên kia qua đây là chỉ có 3 km thôi, không tới nữa. Các anh thợ qua đây cho nó tiền luôn. Và bây giờ thì thôi, cô Chính đừng khóc nữa, cố gắng mạnh mẽ lên để còn sức khỏe. Cô Chính có bảo hiểm không? Có bảo hiểm đúng không? Có trời đất, có năm nay nữa rồi thôi, năm sau ta cắt à. À, cô hộ nghèo mà đúng không? Hộ cần nghèo. Cần nghèo, cô bác anh chị. Nói chung là tại vì á, con của cô Chính còn 3 đứa con gái mà đi làm rồi, nên là nữ là nuôi cháu. Ở đây chỉ là sống nhờ vào tình yêu thương của hàng xóm láng giềng á, tối lửa tắt đèn có nhau mà cô miếng ăn miếng mặc á, cô cũng không có lo nhiều, lo nhất là không có ngôi nhà thôi. Và thôi thì chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ gặp gỡ anh Hợp và anh Vũ để mình xem khảo sát cái ngôi nhà, sau khi anh khảo sát và đo đạc như thế nào ha. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Một Đồng để gặp hai anh ha. Thưa với cô bác quý anh chị, thì sau một thời gian anh Hợp với anh Vũ khảo sát mặt bằng cũng như là đo đắc và các anh em sẽ thống nhất lại như thế này, và có thể anh Hợp sẽ nói sao cho nó hợp lý anh Hợp. Rồi. Dạ. Cái nhà thì bề ngang 45, dài 12 m, là một phòng khách 4 m, hai phòng ngủ 5 m, với một cái bếp ở sau nấu là 3 m, tổng cộng 12 m, bề ngang 45 phần nền. Phần nền rồi che cái mấy cái gần trước là 1.5 m đó, là coi như là gần phần tôn ở phần mái ở trên là coi như gần 15 m hả? Gần 15 m. Vậy là như thế này cô bác quý anh chị, anh Hợp sẽ Bùi Hồ với anh Hợp cũng như là sẽ thống nhất như thế này, là về cái phần nền thì phòng ngủ là 2.5 m, hai phòng cắt hai phòng, tại vì có 5 đứa cháu đang cắt hai phòng, với là bà thành nữ là 5 m. Cái phần ngay chỗ nấu nướng thì là 3 m, là không gian bếp á. Cái phòng khách là 4 m, và cái phần tôn ở trên là kéo dài đến 15 m. Cái này á anh Hợp, mình sẽ làm cuốn nền. Rồi sau đó là mình làm cái mặt giả giống như nhà chị dứa. Rồi em dự định là mình sẽ làm mới thêm tí xíu á, là cái phần cửa buồng là mình sẽ xây lên luôn. Nếu như mà em hỏi thử, nếu như mình cắt tường toàn bộ ngôi nhà thì nó nhiều tiền hơn dữ không? Nhiều hơn, tại vì mình phải lên móng cố định. Còn mình cắt cái phần này mình đổ đà thôi, nó cũng bình thường thôi đúng không? Mình đổ cũng bình thường, ăn gian hơn chút. Nhà này thì mình sẽ cuốn nền lên bao nhiêu tấc à? Tính rồi chắc cỡ 3 tấc. Khoảng 3 tấc giống như nhà của cô Út ở trên kia. 3 tấc. Dạ. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là anh dự toán chưa có kịp đúng không? Chưa. Có thể là ngày hôm nay cũng làm cái công trình của cô Út, và ngày mai anh cho em cái dự anh với anh Vũ cho em cái dự toán cụ thể anh Vũ ha. Dạ. Vài ngày nữa thì anh có thể đi xuống đây được với em luôn không? Dạ được. Sao anh Hợp? Được. Rồi xong nhà kia thì mình có thể qua bên đây làm được luôn không? Cô, nếu như mà gom đủ số tiền và dự toán của anh Hợp mà Mạnh Thường Quân ủng hộ đủ á, thì sẽ tiến hành khởi công nhà cho cô. Và thông tin với cô như thế này, tại vì ngôi nhà của mình bề ngang nó khá là lớn, mà số tiền của Mạnh Thường Quân á thì cũng có giới hạn, tại vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thì tụi con sẽ dự định á là bàn với lại cô á là sẽ dỡ cái phần nhà lớn này ra bỏ luôn. Dỡ hết bỏ luôn, tại vì nó không còn sử dụng được gì, chỉ có 4 mét vô gạch của cuốn nền thôi. Mà anh Vũ anh nói là gạch đó sao anh Vũ? Nó không có ăn. Nó bị lúng hết đúng không? Dạ, nó dở hết trơn à. À giờ cái nền này cuốn cũng rất là tạm bờ đúng không? Tạm bờ. Không có đổ đà. Không có đổ đà thấy gạch hết à. Không có đổ đà vậy chứ. Dạ. Tạm bờ thì cho nước ngập vô thôi vậy đó. Rồi cô chịu, con có nghĩa là con dở cái phần này á, con bỏ hết nè. Dạ, bỏ hết. Ha. Dạ. Con bỏ hết cái phần này rồi cái phần nhà này con cũng dở luôn. Dạ. Và cắt theo cái số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ á, thì 45-12 m đó, ngang 45-12 m là lớn lắm. Đúng rồi. Đó. Tại vì cô còn cái nhà vệ sinh ở đằng sau nữa. Sau này mình sẽ lùi ra đằng sau cái nhà, ra đằng sau luôn, đằng gần nối với lại cái nhà vệ sinh luôn được mà. Chuồng khúc đi. Chuồng khúc có nghĩa là mình chừa cái sân này cho nó rộng ra. Không phải phải chuồng khúc, nói sau này gối gáy được ngoài cũng được nữa. Chuồng phải chuồng lợn khúc vẫn. Chuồng lợn khúc nhưng mà toan mình vẫn đâm vô cái. Đâm vệ sinh luôn cho nó mua mộng nó không có. Chừng nữa mình cũng sẽ xây lên 3-4 viên gạch hay 4-5 tấc gì được không anh? Được. Đằng sau dừng cho nó đẹp đẹp. Đây là cái này là, trong cái này là phải xây lên khoảng 3 tấc cũng được nữa. 3 tấc 4 tấc. Mình dán gạch giống như nhà chị dứa cho nó đẹp. Thì anh dự toán đó lại giùm em để em coi coi số tiền ủng hộ Mạnh Thường Quân bao nhiêu.
ha. Rồi cũng cảm ơn một lần nữa, cũng cảm ơn anh Hợp với lại anh Vũ. Nói chung là cũng nhiều công trình lắm, nhưng mà các anh cũng đã không nệ đường xá xa xôi mà để xuống đây đồng hành với em cũng như là quý mạnh thường quân để cho những hoàn cảnh như cô Chính ở đây có được cái ngôi nhà. Thật ra thì ở đâu cắt cũng ăn tiền hết á, nhưng mà đối với làm nhà từ thiện thì các anh nói vui hơn, vì đâu đó rằng sau khi dựng cái ngôi nhà lên mà các cô các chú hoặc các cháu vô có cái nơi vệ sinh hoặc là cái nơi ở ổn định thì các anh cảm thấy nó vui hơn. Nhằm khi sau này các anh bố gần cả trăm tuổi già nằm ở lại coi ngày xưa một thời đi cắt ở chỗ này cũng vui anh Ninh không? Dạ. Anh Vũ có muốn nói gì không? Cũng cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước để ủng hộ cho những cái hoàn cảnh khổ như thế này. Dạ. Cũng cảm ơn anh Bùi Hồ và anh Mộc Đồng đã cầu nối nhịp cầu như thế này để cho các cô chú và mấy cháu được có chỗ ở chung mùa chung nắng. Dạ, cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân và hai anh. Nhưng mà có một điều như thế này nè, anh Vũ với anh Hợp xuống cắt nhà trong vòng 10 ngày, anh Vũ làm 2 ngày là xong hết rồi, không kịp quay cho cô bác quý anh chị xem. Nói vậy chứ cắt càng xong càng sớm thì càng tốt, tại vì bây giờ mưa bão á, mà anh Vũ cá thợ lại rất lành nghề và làm rất là lâu rồi, nên mỗi người mọi việc làm nhanh lắm, chứ bình thường thì những thợ mà chứ mới vô nghề cũng làm khá lâu. Nên là nữ là cũng cảm ơn anh Vũ với anh Hợp rất nhiệt tình đã hỗ trợ cho em cũng như là quý mạnh thường quân cùng chung tay với nhau. Yeah. Giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Và cái phần dự toán đó thì ngày mai chắc có lẽ là mình ở trên kia thì mình sẽ công bố cái phần dự ở trên nhà cô Út á. Thì mình khỏi xuống đây nữa, mình sẽ công bố cái phần dự toán đó luôn ha anh Hợp ha. Rồi, dạ cảm ơn anh rất nhiều. Rồi cô Út. Rồi chỉ còn vài ngày nữa thôi, là nếu như hỗ trợ đầy đủ thì có ngôi nhà. Bây giờ cái cảm xúc của cô như thế nào? Dạ rất mừng và rất vui đó chứ, cũng rồi cảm xúc này là không ngờ được là tôi có được cái nhà này đấy. Cha nắng kem mua cho 5 đứa cháu tôi, thật tình tôi mừng dữ lắm đó. Thì tôi thành thật cảm ơn quá các chú hỗ trợ cho nhà tôi, cái nhà đó, từ hảo tâm để đi quyết lòng đi kiếm từ thiện rồi cái giúp đỡ cho tôi vậy, tôi rất là mừng. Trên đời tôi không biết nói sao, bây giờ chỉ biết lời cảm ơn thôi. Trên đời bây giờ hồi đời trần tuổi này chưa có được nhà nào đàng hoàng ở, tới giờ nghe cái từ thiện cất cái nhà ở là tôi rất là mừng, không biết nói làm sao kể hết nữa. Kể tôi chỉ biết lời cảm ơn vậy thôi. Và một lần nữa thì Bùi Hồ với anh Mộc Đồng cũng như là anh Vũ với anh Hợp cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với các anh em để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn có một cái ngôi nhà kín đáo để cho các bà cháu ở trường hợp của cô Chính nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn khác nói chung. Và chắc có lẽ là số điện cô bác anh chị sẽ rất nhiều, cô bác anh chị nói tại sao Bùi Hồ không để số điện thoại lên, thì số điện thoại của Bùi Hồ là 0945 444 4151. Ba số 4 của bác anh chị 0945 444 4151, số Zalo Viber Bùi Hồ luôn. Thì có gì cô bác quý anh chị có thể để lại một cái tin nhắn thì Bùi Hồ sẽ phản hồi để thông tin cùng với cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì cũng xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị để trở về lại nhà của cô Út. Tại chiều nay các anh thợ cũng đang gấp rút tiến hành làm cái công đoạn tiếp theo, đó là lợp mái. Xin chào và hẹn gặp lại.